Câu trả lời đến từ phía đội chủ nhà Hamilton. Tình huống ném ba của Hamilton tuyệt vời. Đến từ cú ra tay đầu tiên, Hamilton đã mang về. Sẽ đứng truyền nhận cho DeAngelo Hamilton, rất khó để xâm nhập vào khu vực 3 giây. Hamilton nhưng vẫn cũng ném giữa bảng thành công. Các bạn thấy sự đa dạng trong cách chơi của Hamilton. Anh có thể tấn công vòng ngoài, có thể đột phá vào trong và có những pha tấn công với bản rổ rất hay. Đó là một tình huống mà DeAngelo Hamilton đã có được một vị trí thuận lợi để bắt đầu xâm nhập. Tuyệt vời của Sang Đinh. Đã có sai lầm của Hannah Buffalo và lập tức Hamilton đã trừng phạt. Đó là lần của 2018. DeAngelo dứt vào tay và tiếp tục điểm dành cho các đội tuyển nhà. Lời khách đăng khoa, đây là Luis Bueno. Chờ đợi những người đồng đội của mình. DeAngelo! Ba điểm dành cho các cầu thủ đội chủ nhà. Quá chạy. First play up. DeAngelo! Bóng vào đó và hai điểm dành cho các cầu thủ đội chủ nhà. Họ không tự tin ở trong những cú ném ba. Và những tình huống đột phá thì gặp trở ngại rất lớn với nhà cầu thủ cao to bên phía Hà Nội Buffalo. Nhưng vừa rồi thì DeAngelo Hamilton đã lên tiếng cần thiết để giúp cho các cầu thủ đội. Bùi Quốc Tân rồi rất khó để tiến vào hàng trong của các cầu thủ Hà Nội Buffalo, nhưng ném ba thì vẫn có cơ hội. Từ bên sân của họ đã chơi khá hay, không quá một ghi điểm là mặt mà đã mặt trận không ngừ để chi lửa để ăn được hàng tình. Quá khó đây này. Luis Bueno lấy cách tăng khoa, cơ hội để tung ra cú ném ba. Và đó là tình huống tiếp pin thành công của DeAngelo Hamilton, không muốn nhưng điểm vẫn đến. Jeffrey stop. Đột phá không thành công. Em một đường truyền nhanh lên phía trên nữa dành cho các cầu thủ Cần Thơ Catfish. Lễ khắc đăng khoa vẫn có bóng dành cho Cần Thơ Catfish. DeAngelo! Quá đơn giản với DeAngelo Hamilton.